Chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một ít hàng đấu giá nha. Hàng này thì chưa sử dụng cũng có, sử dụng lướt lướt rồi cũng có luôn ha. Anh em xem có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo thông tin số điện thoại trên tiêu đề để mua hàng nha. Thì cách thức thanh toán anh em có thể đặt cọc hoặc chuyển khoản đủ cho mình nha. Gửi hàng thì hiện nay những cái tỉnh nào gửi hàng nhanh được thì mình gửi nhanh, còn không gửi nhanh được thì mình gửi chậm thôi. Và tình hình nó đi cũng rất là chậm chứ không có như thời gian trước nha anh em, vì dịch bệnh nó cũng còn phức tạp đó. Rồi hôm nay cũng khá ít giao nên mình không có đánh số trên giao ha, mình bốc lên con nào mình nói số con đó luôn, nên anh em chú ý theo dõi giúp mình ha. Không có nhiều đâu, có mấy con à. Cây đầu tiên nè, số 1, một cây Gyuto 270mm của Mizuno nha. Dòng này là Mizuno 440 nha anh em, molybdenum steel. Thép này thì kháng gỉ rất là tốt và giữ bén cũng rất là tốt luôn. Mizuno thì rất là nổi tiếng rồi, anh em lên mạng search giá con này cái là ra rồi ha, nó trên 5 triệu chứ không ít. Chiều dài lưỡi là 270 nha. Dao này thì mới sử dụng lướt còn rất là đẹp, có vài vết chày xước thôi. Bản rộng còn 52 đâu ha, rất là rộng. Ở đây là dày 2.4, về mũi chắc mình thấy mỏng hơn, mũi 1.6 thôi. Dao tình trạng còn rất là đẹp ha. Giá cây số 1 này là 2 triệu đồng bao ship nha anh em. Dao này bén rồi á, mua về là xài thôi, bén cực luôn á, thì bén luôn. Nha, cây số 1 Mizuno 440 Gyuto 2 triệu bao ship. Cây số 2, một cây Usuba của hãng Takayuki ha, Sakai Takayuki. Cây này sử dụng xếp giấy trắng, cây này khá là dài, 23-24 gì luôn á, 23 cm, 22.5 à, rồi bản 22.5. Dao còn rất là đẹp ha, sử dụng rồi nhưng còn rất là đẹp. Bản rộng là 51, ở đây 51, ở đây 50 ha. Rồi tính 51 đi. Độ dày lưỡi thì ở đây 4.7, ở đây chắc mỏng hơn, ở đây 3.33. Tình trạng dao còn rất là mới, rất là đẹp nha anh em. Khâu sừng nữa. Cái này 2 triệu 200 ngàn bao ship nha, cây số 2. Cây Usuba của Takayuki. Khâu sừng trắng luôn. Còn bén kinh khủng lắm. Usuba thì độ ngọt của nó rất là kinh khủng. Ở Nhật thì những cái dao Usuba nó mắc hơn Yanagi-ba với Deba luôn, vì nó làm khó hơn Deba với Yanagi-ba rất là nhiều. Rồi cây số 2 này 2 triệu 200 ngàn bao ship. Rồi tới cây số 3 nha anh em. Số 3 đây, Suga là một cây Nakiri mini. Cây này đợt trước về được mấy cây, đợt này duy nhất một cây một của hãng Ichigo Itetsu. Cây này chắc dài 13-14 gì à, lưỡi dài 13 cm nha anh em. Cây này thử dụng lõi thép giấy trắng nha, 3 lớp ốp thép mềm lõi thép giấy trắng, bản rộng là 4 cm. Là ở đây 4.7, mũi còn mỏng lét, mũi còn một à. Cái này không biết họ mài bén chưa ha, để mình thử cái. Rồi, đó, anh em thấy không, hãng ít khi nào họ mài bén lắm. Ồ, cũng xài được rồi nè, cắt cháy được rồi, xài được rồi ha. Cũng khá là bén rồi đó. Anh em nào muốn bén hơn thì mình có thể mài cho anh em. Cái này cái số 3 nha anh em. Cái số 3 này có giá là 450 ngàn bao ship nha, rất là rẻ cho một cây dao mới. Dao này thì chưa sử dụng rồi, đấu giá nguyên lô thì nó sẽ rẻ, full box luôn ha. Cây số 3,
Số 3 là 450 ngàn bao ship. Rồi cây số 4, cây số 4 này cũng của Ichigo Itetsu thôi, nhưng mà nó to hơn. Hãng nha anh em, cái này cũng thép giấy trắng nha, mình thấy họ đánh dấu trắng. Ichigo Itetsu, cây này 16.5 rồi, 16, nhưng mà đúng đo đúng là 16.5 ha, nhưng mà tính 16 cũng được, không sao hết chứ, lưỡi bán sử dụng 16 thôi, trên lệch có chút trở thành vấn đề. Bản rộng 52.5 ha, 52 thôi. Đây 4, ở đây mỏng lét luôn. Mấy cây này xài cực kỳ đã luôn, cực kỳ đẻ luôn. Vừa rẻ đẹp, mới nữa. Thỉnh thoảng mới được một lô giá rẻ thôi nha anh em. Cây này là 900 ngàn bao ship nha anh em, giao mới 100%. Cây này khâu nhựa nha anh em, khâu sừng không có giá này ha. Da còn rất là mới, rất là đẹp. Đã mài bén chưa? Rồi, cây này thì rất là bén rồi ha. Anh em mua về xài thôi. Đó. Cây này cây số 4 nha anh em, 900 ngàn bao ship. Giao mới 100% luôn. Giá quá bèo rồi. Cái này không mua thì đợi cái nào mua nữa. Đây, cây số 4. Tiếp tục ha, cây số 5. Cũng hàng full box luôn ha. Cây này Santoku, hàng đấu giá luôn, chưa sử dụng luôn nha anh em. Phân búa nè, đẹp quá. Này phân búa đẹp quá. Santoku này chắc 16.5, 17 gì đó, 17 cent nha anh em. Santoku 17, bán rộng 48, vậy đây 4, đây 1.5. cái này hãng thì mình không có tra ha, anh em nào thích về tra tự tra ha. Thép lõi thép stainless của Thụy Điển ha. À, không tính sinh hợp đây. Cây này là cây số 5, giá 1.200.000 bao ship nha anh em. Giờ cũng bán sẵn rồi ha, vậy là xài thôi. Cây này thay cái cán khâu sừng vô nữa là đẹp lộng lẫy luôn. Rồi con búa quá đẹp luôn. 1.200.000 bao ship nha anh em, cái số 5. LM Đức Tài à. Rồi tiếp tục cái số 6. Cái này cũng của Ichigo Itetsu, nhưng mà cây này giấy xanh nha anh em. Giấy xanh thì họ có dán ở đây. Ở đây cũng có khắc luôn ha. Đây có khắc chữ giấy xanh luôn. Cây này thì lõi giấy xanh ốp thép mềm. Cây này thì nhìn rất là cứng cáp cho trâu bò ha. Anh em thấy cái sống lưng không? Nhìn rất là cứng cáp và trâu bò luôn. Cây này chắc cũng 17 cent nữa. Chính xác 17 cent nha, chiều dài lưỡi 17 cent. Cây này cây số 6 nha anh em. Bản rộng ở đây là 50. Dày dữ trời. 48 luôn. Ở đây chỉ có 2.2 thôi. Cây này giá 1.600.000 bao ship nha anh em. Cây thép Santoku lõi thép giấy xanh của hãng Ichigo Itetsu. Dao mới full box luôn ha, giá 1.600.000 là cực kỳ rẻ cho một cây dao chất lượng như thế này. Bén chưa? À, chưa bén nè, cái này đảm bảo phải mài lại mới xài được nè. Ê, cũng cắt giấy được rồi nha anh em, à, cũng cắt được rồi, cũng xài được rồi đó, mài như thế này cũng xài được rồi đó. Hãng này họ mài không có bén ngót như mình đâu. À, cây này số 6. Số 6, 1.600.000 bao ship.
tiếp theo cây số 7. Số 7 một cây Santoku của Tojiro. Cái cây này nó sáng quá, nó chói quá anh em. Cái chữ thì đây nè, Tojiro ha. Cây này sử dụng lõi thép XG2 nha anh em. Cây này cũng sử dụng lướt rồi ha. Cây Santoku 170mm ha, sử dụng thép XG2. Cây này thì anh em có thể lên trang chủ của cây cha cũng ra luôn ha. Còn hộp đâu hết. Cây thì họ sử dụng nhựa ABS không nha anh em, không có sử dụng gỗ đâu ha, cán á. 170 đo làm gì nữa, có thông số. Cây này bán rộng 46 ha. Dày 1.2mm à. Cây này 2.300.000 bao ship nha anh em. Thép XG2 nha, Super Gold 2 á, siêu thép rồi đó. Giữ bén rất là tốt. Thép này thì rất là nổi tiếng về dòng thép stainless rồi. Thép stainless thì XG2 rất là nổi tiếng. Hiện tại với sao xét DB được thôi. Giữ bén tốt và kháng nghị tốt. Ngoại hình thì còn đẹp long lanh luôn. Sử dụng lướt nên có một số vết chày xước nha anh em. Không có được như mới ha. Do logo của cây thì họ in lụa khá là, của Tojiro họ in lụa khá là mỏng nên mình không có dám mạnh tay đâu, mạnh tay nó bay logo với mất giá trị luôn á nha. Tình trạng rất là đẹp đó, nè thấy không, không biết in số 6 đây là ý nghĩa gì. Bên trước mình có bán cây mà số 2 hay số 5 gì đó, cây hộp này hộp đánh số 2 đó, logo đây ha. Tại vì cái đèn nó chói quá. Rồi cây số 7 này là 2.3 triệu bao ship nha. Tiếp tục cây số 8. Số 8 một cây Santoku của Kia. Kia nè. Dòng này sử dụng thép của Thụy Điển nha, hãng Bonler. Bonler này rất là nổi tiếng với dòng thép M390 nha anh em, siêu thép M390 á. Những dòng khác thì cũng rất là tốt. Cây này thì bữa trước mình có nói nè, giá gốc của nó là 14.700 yên ha. Là 3 triệu mấy á, trên 3 triệu mấy á. Cái dao này thì cán cũng sử dụng nhựa ABS luôn. Trong cái giấy của hãng họ có ghi nha. Nhựa ABS. Kia Hamono. Đây thì cái mã này chắc của từng con dao họ đánh mã hay sao á. Dao này thì tình trạng còn rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là còn 18 luôn. Con này rất là ngon ha, con này cực ngon luôn á. Bản rộng là 45.6 hay cho tính 45 đi. Kia đây. Bonler Stainless Steel. Cái này xài ngon giống như Mizuno UX10 nha anh em, cực ngon luôn. Hàng này cũng đã sử dụng lướt rồi nha anh em, có một vết chày xước nhỏ 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 nhỏ, nhưng mình con này sử dụng mình làm lại rất là đẹp rồi, rửa vệ sinh thôi chứ nó bữa trước nó hơi dơ dơ rồi ha. Cái này giá là 1.500.000 nha anh em, bao ship nha. Cái số 8 1.500.000 bao ship. Chói quá. Chói chang. Dạ, giá không bằng phân nửa giá mới nữa. Tình trạng cũng còn rất là mới. Rồi, cây số 9. Cây này. Cây này thì bán rất là nhiều à. À, cây Santoku 170mm của hãng Stoboya. Cái này thử sử dụng lõi thép MV Steel. Dao này mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em. Dao này xài cực kỳ tốt ha, giữ bén rất là tốt, rất là đẹp luôn. Vân thì rất đẹp. Đây cán gỗ Pakka. Bản rộng là nhiêu đây? 45.6 45.7. Độ dày khoảng
chưa tới 2 mm đó. Cái này cắt thái thì quá ngon luôn, giá cũng rất là rẻ. Cây này cây số 9 là giá là 1,5 triệu bao ship nha anh em. Dòng này mình bán rất là nhiều, anh em đánh giá rất là tốt luôn. Cây số 9 1,5 triệu, cái này chắc bán đủ xài rồi, bán ngót rồi ha. Rồi, cây số 9 giá 1,5 triệu ha, dầu mới đẹp mà giá này quá ngon à. À, cái kia da hồi nãy mình chưa có thử bán không. Ôi, bén kinh khủng rồi ha, quá bén rồi, kháng nghỉ tốt nè, giữ bén tốt nữa, giá tốt luôn, có 1,5 triệu thôi. Rồi cây tiếp theo cái số 10. Cây này cũng hãng Stoboja ha anh em. Hình thức khá giống cây hồi nãy nhưng mà nó là lõi thép chỉ xanh ha. Nó không có vân búa, trơn thôi. Dao cũng chưa qua sử dụng. Lõi thép chỉ xanh ốp không gỉ ha. Bản rộng là 45.6 vòng 47, cây này dài chắc 2 mm 2.2. Dài chắc cũng 170 mm nha anh em. 170 mm ha. Rồi cây này cây số 10. Bén sẵn chưa? Để ngày ha. Cái số 10. À, cái này giá 2,2 triệu bao ship nha. Cái này cầm khá là đầm tay. Rồi, cây cuối cùng của ngày hôm nay, cây số 11. Một cây đề 3 Mio Rossi đề 3. Cái này chắc 21 sen quá. Dao mới chưa sử dụng nha anh em. Nhưng mà ở đây còn lớp keo nè. Cái này là lớp keo nó bị chày chứ cái thép nó chưa bị chày nha anh em. Dao còn rất là đẹp. Mới đẹp luôn, chưa sử dụng mà. Chiều dài là 219.5 gần 19.5. Mirosi D3 thì nó không có dày lắm nha. Bản ở đây là 5 sen thôi. Bản rộng là 43. Rồi cây cuối cùng này cây số 11 giá 1,5 triệu. Miyoroshi đề 3 của hãng Ichigo Ittetsu, lõi thép giấy trắng. Dao hai lớp thép nha anh em, mấy cái thép này nó gỉ hết á. Cây này không biết bén chưa. Không bén gì trơn luôn á. Cắt cái dính giấy vô đây không bén gì trơn. Anh em biết sao không? Khi họ mài bén rồi á, họ tha một lớp keo nè. Cái keo nó dính vô mấy bén. Rồi cắt nó không có ngọt thật là nó mài bén rồi, giờ mình mới phát hiện ra điều đó, phát hiện lâu rồi mà quên nói. Rửa cái lớp keo này ra thì nó sẽ bén rất là ngọt ha, tại vì nó còn lớp keo đó, dao cũng rất là bén, cắt giấy báo ngọt như thế này là bén lắm rồi. Rồi video mình tới đây là kết thúc nha, cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Mua hàng thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại trên tiêu đề ha. Và đừng quên đăng ký kênh để mà có thể cập nhật những video mới nhất. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.